Hello anh em và chào mừng em đến quay trở lại với Laptop Guru Thế Giới Công Nghệ. Top 4 chiếc laptop gaming sở hữu card đồ họa RTX 4050. Nhưng mà đây là hàng chính hãng. Tất cả 4 chiếc máy này đều là hàng chính hãng. Nhưng mà anh em biết gì không? Trong cái mức giá rất là mềm, chỉ từ khoảng hơn 17 cho tới hơn 25 triệu đồng mà thôi. Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, bao gồm cả 4050 45W, 4050 75W, rồi cả 4050 140W cũng sẽ có cho anh em luôn. Và trong cái khoảng giá này thì phải nói chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn đúng không nào? Vậy thì đâu sẽ là sự lựa chọn phù hợp với chúng ta? Trong video này anh em cùng mình đi tổng hợp 4 chiếc laptop gaming có RTX 4050 ngon, mềm nhất thời điểm hiện tại anh em nhé. Bắt đầu thôi. Trước khi vào video thì vẫn như thường lệ, mình xin phép anh em một chút nhé, là đường link của cả 4 chiếc laptop này mình để sẵn ở phía bên dưới phần mô tả của video rồi. Chúng ta có thể click vào link cập nhật chi tiết hơn về thông số cũng như là về mức giá của từng em máy tại thời điểm anh em xem video. Bây giờ thì mình sẽ cùng tới với chiếc máy đầu tiên, luôn luôn giữ vững danh hiệu là chiếc laptop gaming có card đồ họa RTX 4050 rẻ nhất. Đó chính là chiếc MSI GF63. Vâng, chắc chắn là chiếc laptop này rồi. Thời điểm này thì chúng ta phải nói là có quá nhiều sự lựa chọn. Đúng rồi anh em. Laptop văn phòng mỏng nhẹ, CPU hiệu năng cao, card đồ họa hiệu năng cao cũng có. Thì bây giờ đây, cái chiếc laptop này nó có cái điểm lợi gì? Đấy chính là nó là một chiếc laptop với trọng lượng nhẹ như là một chiếc laptop văn phòng, nhưng mà hiệu năng của nó thì lại như là một con laptop gaming. Và hệ thống tản nhiệt thì chắc chắn rồi, nó bỏ xa những cái chiếc laptop văn phòng trong cái tầm giá hơn 17 triệu này. Cụ thể là với chiếc MSI GF63, trên bản của mình đây, phiên bản RTX 4050, em nó đang chỉ có mức giá là 17.990 mà thôi anh em ạ. Và cái phiên bản này sẽ có mã là MSI GF63-12VE460VN anh em nhé. Trọng lượng đâu đó vào khoảng độ 1,89kg. Nó rất nhẹ, mặt lưng thì cũng có hợp kim nhôm. Và có rất nhiều người anh em khẳng định là dùng GF63 sau rất nhiều thế hệ rồi, tuyệt đối là build không vấn đề gì, bản lề không vấn đề gì. Quan trọng ở đây là gì? Quan trọng là cách dùng và cách bảo quản cái chiếc laptop của chúng ta, đúng không nào anh em? Vậy thì mình sẽ cùng đi qua một chút về cái thông số cấu hình của phiên bản RTX 4050 rẻ nhất 2024. Chúng ta sẽ có gì? CPU i5 Zen 12 12450H. Chúng ta sẽ có RAM 8GB DDR4 bus 3200, có thể nâng cấp được trên cả hai thanh, tối đa lên 64GB. SSD sẽ là 512GB và card đồ họa RTX 4050 với 6GB RAM và mức TGP sẽ là 45W điện. Đó là về cái thông số của phiên bản này. Và nhiều anh em kêu rằng là RTX 4050 mà có 45W điện thì làm được cái gì? Thưa với anh em luôn, kể cả nó là 45W điện đi chăng nữa thì nó vẫn mạnh hơn là rất nhiều so với cả một con RTX 3050 6GB 90W. Chắc chắn với anh em là như vậy, đúng không anh em? Trong khi nó đã mạnh hơn rồi, bây giờ nó ăn ít điện hơn, giúp cho nhiệt độ của nó đưa ra nó còn mát hơn nữa cơ. Đấy là cái điểm lợi của những phiên bản RTX 4050, đúng không anh em? Nó có cho chúng ta những công nghệ rất là mạnh mẽ, những con AI khủng khiếp như kiểu là DLSS 3 để nó hỗ trợ cho chúng ta khi mà sử dụng những bộ phần mềm nặng, chơi với những con game đồ họa nặng. Nó được tối ưu hơn mà không cần thiết phải bơm quá nhiều điện năng vào để có thể xử lý những tác vụ đồ họa, mà thậm chí hiệu năng của nó không bằng FPS của nó khi mà chúng ta chơi những con game AAA, nó còn không được ngon bằng so với cả trên con 4050 này cơ, đúng không anh em? Chính vì thế mà việc trang bị một con 4050 mặc dù chỉ có 45W nhưng mà trong cái tầm giá này nó lại một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn với đại đa số những chiếc laptop khác trong tầm giá anh em nhá. Về hiệu năng lúc này để mà chúng ta chơi game thì chắc chắn với anh em một điều là không có một con laptop nào mang lại hiệu năng vượt qua được con MSI GF63 phiên bản 460VN này anh em nhá. Ok, đó là cái lợi thế đầu tiên. Thực ra nó là lợi thế thứ hai rồi. Lợi thế thứ nhất là trọng lượng. Lợi thế thứ hai đấy chính là về combo cấu hình có 4050. Và do là mức điện năng rất thấp cho nên là nhiệt độ đưa ra nó cũng rất là mát. Mát như nào? Mình cũng có test cho anh em chứ không phải là mõm, đúng không anh em? Mình có test thực tế cho anh em luôn khi mà chơi vào cả những con game đồ họa rất căng, triple A các thứ. Thì cái nhiệt độ nó đưa ra cho chúng ta phải nói là trong mức nó rất là dễ chịu, thậm chí không cán được tới mức 80 độ C. Hầu hết đều là sẽ là dưới 80 độ C kể khi chúng ta chơi game rất là nặng. Do là vì nó chỉ ăn có 45W điện mà thôi, cho nên là nó không thể nào mà nóng được, đúng không nào anh em? Chính vì thế mà trên cả những cái chiếc Ultrabook nó cũng được trang bị RTX 4050 đấy, nhưng mà nó cũng chỉ có khoảng độ 45-50W điện thôi, và nút cho nhiệt độ của máy nó rất là ổn định là vì thế anh em nhá. Ok, ngoài ra thì những cái thông số khác của chiếc GF63 này thì mình nghĩ không cần nói nhiều nữa. Chúng ta có màn hình tiêu chuẩn 15,6 inch Full HD IPS 144Hz, 65% sRGB và độ sáng 250 nit, có lớp phủ chống lóa, viền màn hình mỏng, đầy đủ hết tất cả mọi trang bị. Bàn phím, layout phím rút gọn, không phải là full size, có LED nền đỏ, không phải là LED RGB. Và cảm giác gõ trên này mức trung bình, trackpad cũng thế, rất bé, không phải quá mượt. Nói chung là về combo bàn phím trackpad này thì mình khuyến khích anh em mua máy về dành thêm một chút tiền nữa, mua thêm một con bàn phím rời, một con chuột rời
chơi game cũng này đã sướng cực kỳ luôn anh em nhé. Đấy là cái lời khuyên của mình. Muốn hiệu năng cao cũng có luôn, nhưng mà quan trọng nó cắt giảm một vài thứ. Cái điều này không hề đáng kể chút nào cả. Chúng ta có thể fix được với một cái mức tài chính không quá cao, đúng không anh em? Đó là với chiếc máy đầu tiên, vị trí top 1, rẻ nhất luôn, 17.990. Chiếc laptop gaming có RTX 4050 rẻ nhất 2024. Và chắc chắn rồi, nó phải là hàng chính hãng. Chúng ta không thể so sánh một con hàng chính hãng với hàng sách tay được, nó khác nhau rất nhiều anh em ạ. Ok, mình sẽ đóng cái này lại và chúng ta sẽ cùng qua tới chiếc máy thứ hai anh em nhé. Ok, chiếc máy thứ hai của chúng ta nằm ngay bên cạnh đây thôi. Đây chính là chiếc MSI Sidebot 15. Dành cho những anh em là mà kêu rằng là thiết kế của GF63T nó không đẹp, build quality nó không ngon, rồi là cảm giác cầm nắm nó không sướng, không chắc, thì đây, một con máy mà gần như là khẳng định lại, tái định nghĩa lại cái dòng gaming nhẹ nhàng của nhà MSI. Và với chiếc máy này thì trọng lượng tất nhiên rồi nó cũng sẽ chỉ là dưới 2kg mà thôi anh em ạ. Đây là chiếc MSI Sidebot 15 anh em nhá. Cái chiếc máy trên bàn của mình đây có cái mã là A12VE412VN anh em ạ. Thì với cái chiếc máy này này, nó sẽ có cho chúng ta cái mức giá là 20.290.000 anh em nhá. Hiện tại mức giá tại thời điểm mình quay cái video này anh em nhá, thì anh em có thể nhìn qua về cái thiết kế của em máy này, rõ ràng là nó đẹp hơn, nó chắc chắn hơn và trông nó công nghệ nó tương lai hơn là khá nhiều so với cả GF63. Nhưng mức giá của nó chênh lệch cũng khá nhiều, đúng không nào anh em? Thì với cái phiên bản này chúng ta được cải tiến nhiều hơn về vật liệu hoàn thiện, về cái chất lượng hoàn thiện của máy cũng như là về cái khu vực bản lề, mọi thứ của máy bây giờ nó làm trông đẹp sang hơn là khá nhiều so với cả GF63 anh em ạ. Nhìn qua một chút về cái tổng thể của chiếc laptop này nhá. Chúng ta sẽ có thứ nhất là về cấu hình i5, cũng là một con i5-12450H, RAM cũng là 8GB DDR4 bus 3200, SSD 512 và card RTX 4050 45W, y hệt luôn, đúng không anh em? Và thậm chí là ở đây chúng ta cũng có một kích thước rất là tương đồng, 15,6 inch Full HD, IPS 144Hz và 65% sRGB. Mọi thứ nó rất giống như thế anh em ạ. Nhưng mà một vài điểm nhấn khác biệt, chúng ta có layout bàn phím full size, chúng ta có hành trình phím sâu hơn, bấm thích tay hơn. LED này thì bây giờ nó không phải LED đỏ nữa mà LED xanh ngọc. Chúng ta có thêm một cái phần trackpad lớn hơn, mượt hơn, đúng không anh em? Đó là những cái điểm nhấn khá chú ý, đúng không nào? Và quan trọng là gì? Chúng ta có thiết kế đẹp hơn mặt đáy này, thêm một vài những chi tiết nhựa kiểu đục đục một chút và có thể nhìn xuyên ở bên trong những cái linh kiện phía bên trong. Heatpipe thì khá là lớn, dày và chạy sang phía bên cạnh đây. Một quạt tản nhiệt anh em nhá. Nhưng mà như mình đã nói từ em máy trước đó vị trí thứ nhất rồi, một quạt nhưng mà chúng ta có 45W điện, chúng ta có i5 thôi, thì lúc này nhiệt độ đưa ra cho chúng ta rất là dễ chịu. Và mình cũng đã có test cả Sidebot. Nhiệt độ phải nói là những cái chiếc MSI Sidebot 15 hay là GF63 nó hoàn toàn là thuyết phục người dùng luôn. Thì mình xin nhấn mạnh với anh em một điều nhé, là khi mà anh em mua một trong hai chiếc máy mình vừa kể trên ấy, anh em sẽ được tặng một bộ mô hình kiếm Katana độc quyền của MSI. Với cái mô hình này thì tất nhiên rồi, kích thước của nó sẽ không phải quá lớn đâu, nhưng mà nó cũng sẽ là kiểu để lên trên bàn chúng ta decor thứ trông nó sẽ đẹp, sẽ khá là hay, đúng không anh em? Dành cho anh em nào thích sưu tầm và fan của MSI hay là fan của Katana thì đây sẽ là một cái trang bị mà mình thấy khá là hot hit đấy, đúng không anh em? Và đó, chúng ta đã vừa đi qua thì chính là hai chiếc máy vị trí top 1 top 2 rồi, đều trong cái mức giá rẻ nhất và rẻ nhì rồi, đúng không anh em? Sang chiếc máy thứ 3 đi. Chiếc máy thứ 3 sẽ là một cái chiếc máy mà đáng quan tâm nhất ở trong cái danh sách này. Ok. Vậy thì không biết anh em tò mò hay không nhỉ? Mình cảm thấy khá là hào hứng muốn giới thiệu với anh em chiếc laptop này. Hãy cùng mình nhìn qua nhá. Đợi mình chút, mình sẽ đóng con máy này lại đã. Rồi, đây sẽ là chiếc máy vị trí thứ 3, nhưng mà là chiếc máy mà đáng quan tâm nhất. Và theo mình thì nó là một trong những chiếc laptop cũng khá là toàn diện, rất là đáng mua thời điểm 2024. Unbox ra. Trong hộp thì có thể là những anh em fan laptop gaming nhìn qua nhận ra luôn rồi. Và đây chính là chiếc Asus Top Gaming A15FA507NULP131W. Cái chiếc máy này thì hiện đang được bán tại Laptop World mức giá là khoảng hơn 22 triệu, khoảng 22 triệu rưỡi đi. Nhưng mà nó có những cái trang bị nó đáng giá lắm luôn anh em ạ. Nó đáng giá ở chỗ nào? Cùng mình đi liệt kê qua. Về cấu hình thì ở đây chúng ta sẽ được trang bị một con AMD Ryzen 7535HS, sẵn là 16GB RAM DDR5, bản thông là 4800MHz, dual channel luôn. SSD sẽ là 1TB, dung lượng lưu trữ SSD rất lớn, có sẵn 16GB RAM DDR5. Các đồ họa RTX 4050 6GB RAM với mức GPU đây là 140W tối đa luôn anh em ạ. Và với cái thông số như thế trong cái tầm giá khoảng độ 22.490.000 thì được bán tại Laptop World thì anh em thấy đây có phải là một combo cấu hình hợp lý hay không? Nhưng mà tất cả chưa dừng lại ở đó. Chúng ta có một cái màn hình kích thước 15,6 inch Full HD IPS 144Hz nhưng mà phủ màu đạt lên tới 100% sRGB. Và đây là chiếc laptop gaming duy nhất có RTX 4050
trong cái tầm giá này mà lại có cả 100% sRGB, mà đây lại còn là 4050 140W. Thế thì không phải là một con máy mà nó toàn diện nhất ở đây là gì hả anh em? Mà giá nhưng cũng không phải là quá cao đúng không nào? Thông thường với những hãng khác để mà có những cái trang bị như thế thì chúng ta phải bỏ ra mức giá nó sẽ vào khoảng độ 25-27 triệu cho tới khoảng 30 triệu. Nhưng mà ở đây nhá, chúng ta chỉ cần bỏ ra cái mức giá nó mềm rất là nhiều, chỉ là hơn 22 triệu thời điểm hiện tại mà thôi anh em ạ. Đó, phải nói là một cái trang bị, một cái mức giá nó rất là ấn tượng. Nhưng mà chưa hết, chúng ta cũng sẽ có một cái trọng lượng cũng phải nói là ấn tượng cho một chiếc laptop gaming mà có thể bung được lên mức điện năng tối đa. Trọng lượng của nó vào khoảng độ gần 2,2 cân, tức là chưa tới 2,2 cân anh em ạ, vào khoảng độ 2,10 mấy kg thôi. Thì nó cũng chỉ nặng hơn mấy con MSI kia một tí thôi, nhưng mà nó lại bung được hết điện năng. Đúng rồi anh em, và nó lại có cả hai quạt tản nhiệt lớn, nó có mặt lưng nhôm. Và mức giá chắc chắn rồi, nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà với cái mức đánh đổi này thì theo mình thấy là nó hoàn toàn xứng đáng anh em ạ. Còn về những clip review của chúng mình thì mình đã nói khá là chi tiết trong nhiều video trước rồi anh em nhé. Chúng ta có thể xem lại tất cả những chiếc máy mà hôm nay mình liệt kê cho anh em. Mình đều gắn link ở góc bên phải phía trên này để anh em có thể cập nhật chi tiết hơn về bài review của chúng mình. Ngoài ra nữa nhá, chiếc máy này nó cũng có trong ta bàn phím đeo full size. Cảm giác gõ thì gần như sướng nhất ở đây rồi. Đúng nào? Nảy, hành trì phím sâu và có LED RGB. Có LED RGB, LED này là LED xuyên phím luôn, không phải là kiểu dạng LED nền vớ vẩn, LED xuyên phím luôn anh em ạ. Rất ngon. Và những cái trang bị như thế, thậm chí là với những phiên bản Asus Top Gaming thế hệ mới, anh em sợ nóng thì đừng lo. Mình đã nói ra giả trong rất nhiều những video trước đây rồi là những phiên bản Top Gaming từ 2022 trở về đây, chúng ta vào Armory Grade, chúng ta chuyển sang Mineral Mode, chúng ta kéo giảm bớt điện năng tiêu thụ xuống, thì lúc này nhiệt độ đưa ra chúng ta hoàn toàn dễ chịu hơn rất nhiều so với cả những mẫu laptop gaming khác. Những mẫu máy khác nhá, nó có thể bật được mắc quạt, nhưng mà nó lại không có thể custom được vào sâu như thế này. Và với những chiếc tấp như này thì bây giờ hoàn toàn không bao giờ lo nóng anh em ạ. Cái việc giảm bớt điện năng tiêu thụ ở trên máy xuống ấy, nó không khiến cho chúng ta bị tụt hiệu năng quá nhiều đâu, mà ở đây nó lại giúp cải thiện nhiều hơn về cái nhiệt độ của máy. Thì tội gì chúng ta không sử dụng, đúng không anh em? Tội gì chúng ta không dùng. Đó, một chiếc laptop gaming duy nhất nhá, trong tầm giá có 4050, có 100% sRGB, có build ngon, thiết kế đẹp, cứng cáp chắc chắn, trải nghiệm bàn phím trackpad cũng rất là ngon nữa, cổng kết nối quá nhiều đầy đủ và thậm chí pin 90W. Duy nhất đúng không anh em? Duy nhất đấy. Ok. Rồi, mình đã vừa đi qua chiếc laptop thứ 3. Phép đóng chiếc máy này lại và chúng ta sẽ cùng sang đến chiếc máy thứ 4 anh em nhá. Chiếc máy thứ 4 thì mình cũng mới review cho anh em xong thôi. Có thể là anh em vẫn chưa quên một chiếc máy đến từ nhà Acer. Đó chính là chiếc Acer Nitro V anh em ạ. Với cái chiếc laptop này thì đây là chiếc laptop đang nắm giữ cái vị trí ở mức giá cao nhất ở trong top 4 này. Nhưng mà anh em biết rồi là với cái dòng Nitro V là cái dòng Nitro VIP của nhà Acer rồi, đúng không anh em? Thì chúng ta sẽ được hưởng chế độ bảo hành VIP 3S1 này. Chúng ta sẽ được hưởng những cái chế độ mà cao cấp nhất của người dùng của nhà Acer cung cấp. Ví dụ như là chúng ta tới những cái sự kiện, những cái festival của Acer tổ chức thì chúng ta sẽ được hưởng những quyền lợi đúng như là một khách hàng VIP luôn. Đó, ngoài ra thì với chiếc máy chúng ta sẽ có thông số như thế nào, bây giờ mình cùng liệt kê qua anh em nhé. Nhất là về cái mức giá của nó, chúng ta hiện đang có mức giá là 25.990 cho cái phiên bản Acer Nitro V ANV1551-55CA. Thì cho cái mức giá này và cho cái combo cấu hình sẽ là i5-13420H, RAM 16 dual channel SSD 512 và card RTX 4050 6GB. Với mức TGP sẽ là 60W điện, nhưng mà có thêm Dynamic Boost 15W và có thể đẩy lên tối đa là 75W điện trên cái phiên bản Nitro V này. Thì với những cái phiên bản Acer Nitro anh em đã biết rồi, thì trước cái này nó nổi tiếng với cái điều gì? Cái tản nhiệt nó quá mạnh. Nó gần như là mạnh nhất và nổi tiếng nhất trong giới laptop gaming luôn anh em ạ. Cho nên là chúng ta sẽ phần ở đó thích và yên tâm sử dụng hơn, đúng không nào anh em? Về màn hình thì đây là một chiếc laptop gaming có một cái màn hình tiêu chuẩn mà thôi, 15,6 inch Full HD IPS và 144Hz. Về một cái màn hình nó rất là tiêu chuẩn, một chiếc laptop gaming phủ màu 65% sRGB. Và tuy nhiên thì trong cái tầm giá này ấy, khi mà anh em lựa chọn chiếc Nitro V này, anh em sẽ được tặng thêm là hai cốt VIP nạp game tổng trị giá 1 triệu bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6, tức là hết tháng 6 này. Với hai cốt VIP nạp game đó, chúng ta sẽ tiết kiệm được khá tiền với giá trị là 1 triệu anh em ạ. Ngoài ra thì sẽ có thêm một vài chương trình khuyến mãi chào hè, tặng phiếu mua hàng trị giá từ 500 đến 1 triệu 200 nghìn anh em ạ. Đó. Ngoài ra sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi như thế và tặng thêm cả chuột ERA M6102 cộng với cả pad chuột của Laptop World tặng kèm cho anh em. Rất nhiều phần quà đi kèm như thế. Thì với một chiếc laptop có 4050, nhưng mà lý do tại sao lại có mức giá nó phần ở đó cao hơn như thế, nhất là vì nó rất nhiều quà rồi. Thứ hai là nó có chúng ta bảo hành VIP. Thứ ba là nó sở hữu chúng ta một con CPU Intel Gen 13 dòng H anh em ạ. Trước đấy thì anh em biết rồi là toàn những chiếc mà CPU Intel Gen 12 là AMD Ryzen 5. Ở đây chúng ta có Intel i5 nhưng mà Gen 13 dòng H, hiệu năng cao.
thì phần nào đó anh em biết rồi là CPU Intel luôn luôn có mức giá nó cao hơn khá nhiều so với cả CPU AMD, đúng không anh em? Nói chung ấy thì sau khi tổng hợp xong 4 cái chiếc laptop vừa rồi ấy, thì mình nghĩ là có 2 chiếc laptop mà anh em sẽ quan tâm nhất. Thứ nhất là chiếc laptop rẻ nhất và thứ hai là chiếc laptop toàn diện nhất, đúng không anh em? Chiếc laptop rẻ nhất ở đây chắc chắn rồi, nó là chiếc GF63. Nó có cho chúng ta 4050 rẻ nhất 2024 luôn, và cái việc sử dụng bây giờ quá sướng đi. Chơi game bây giờ quá đã đi. Chiếc laptop thứ hai là chiếc laptop toàn diện nhất trong cái list này thì chắc chắn rồi, nó là chiếc Asus Top Gaming A15 FA507LU ở đây. Hơn 22 triệu thôi, chúng ta có tất cả mọi thứ. Và đó, mình đã vừa đi qua là chính là top 4 chiếc laptop gaming sở hữu RTX 4050 trong rất nhiều khoảng giá từ hơn 17 cho tới hơn 25 triệu cũng có. Vậy thì anh em thấy thích chiếc laptop nhất, đừng quên để lại comment phía bên dưới bình luận của video này nhá. Và cái tầm tiền này ý, để mà lựa chọn laptop của mình ý, thì mình nghĩ là chỉ có những cái option đấy là sướng nhất cho chúng ta mà thôi. Hàng chính hãng nha anh em. Vậy thì nếu như mà em có bất kỳ cảm nghĩ gì, hãy để lại bình luận phía bên dưới bình luận của video này. Và cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy cho laptop của mình một like, một sub, nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.